Thanh Nhã xin chào đón quý vị đã trở lại với phần cuối cùng của chương trình Sức khỏe và Phụ nữ ngày nay được phát sóng trên đài truyền hình Lido Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đi vào chủ đề bệnh ung thư buồng trứng ở phụ nữ, và trong phần trước của chương trình, Thanh Nhã thấy có một vài quý vị gọi vào chương trình nhưng mà đang kẹt trên đường live. Thanh Nhã kính mời quý vị, nếu như mà quý vị vẫn còn những thắc mắc và có những câu hỏi muốn được bác sĩ Hiệp Trương chia sẻ trực tiếp, Thanh Nhã kính mời quý vị hãy gọi ngay vào số phone trên màn hình 7148933264, 7148933264. Vâng, kính thưa bác sĩ, chúng ta đang nói đến những cái cách chữa trị. Dạ. Thì theo bác sĩ là cách chữa trị như vậy thì cũng tùy theo cái giai đoạn phải không? Dạ, bác sĩ rồi, có cái cách nào mà mình vẫn giữ được cái buồng trứng để mình có con sau này, và cái đó chắc phải là những giai đoạn đầu của ung thư có thể là được hả bác sĩ? Trước khi trở lại cái đề tài mà ung thư buồng trứng thì lúc nãy cái quý vị trước đó có hỏi hai phương pháp mổ tiểu giải phẫu, thì mình mới trả lời cái một cái trong hai cái thôi. Thì cái giải phẫu thứ hai mà cô ta hỏi về cái treo của buồng trứng đó chị, thì thật sự ra ở Việt Nam thì có thể có sự lẫn lộn giữa tuyệt sản bằng cách đốt cắt ống dẫn trứng và treo buồng trứng, nhưng mà theo tôi thì đó là hai cái phương pháp mổ khác nhau với mục đích khác nhau. Trong vấn đề tuyệt sản thì mình vừa nói rồi, bây giờ cái giải phẫu mà để treo buồng trứng đó, thưa quý vị, thì có những cái trường hợp mà có những quý vị phụ nữ bị đau bụng, nhất là khi mà giao hợp với chồng hoặc người bạn trai, và bị đau bụng rất là nhiều, và khi nội soi người ta thấy rằng một trong hai cái buồng trứng thì nó rớt sâu vào cái vùng sâu của cái bụng, và từ đó khi mà có giao hợp thì dương vật có thể đụng vào và làm cho khó chịu. Thì một trong những trường hợp đó thì chúng tôi thường hay treo bằng nội soi, chỉ cần một mũi chỉ thôi để móc cái buồng trứng lên cái dây chằng. Thì như vậy kéo cái hai cái buồng trứng lên cao thì tránh được cái việc đụng chạm giữa dương vật và cái buồng trứng. Và cái đó thì nó không có dính dáng vấn đề tuyệt sản. Và thưa quý vị, để trả lời cái thắc mắc của quý vị nãy gọi tôi, thì tuyệt sản không dính dáng đến vấn đề có dễ bị hoặc dễ bị mãn kinh sớm hay không, thưa quý vị, hoàn toàn không có dính dáng gì hai nhau với nhau cả. Tại vì ống dẫn trứng là một cái ống thuần túy, nó giúp cho tinh trùng và trứng sau khi rụng gặp nhau ở phía cuối của ống dẫn trứng, và từ từ sau khi đã được kết hội rồi sẽ lăn trở lại dạ con và phát triển ở trong dạ con để trở thành một cái thai bình thường. Nên không có một cái dính líu gì đến buồng trứng. Và buồng trứng thì hoàn toàn chúng tôi khi mà làm tuyệt sản không bao giờ đụng đến hai buồng trứng cả. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Vâng, và Thanh Nhã xin kính chào một quý vị đang trên đường live ạ. Hello. Dạ, xin kính chào cô. Dạ. Xin chào bác sĩ. Dạ, chào cô. Dạ, tôi có một câu hỏi để tôi hỏi bác sĩ. Dạ. Dạ, biết sao mà tôi thường thường á, ở dưới tôi nó hay cái mọc một rồi cái nó lở, mà thỉnh thoảng nó bị như vậy trở đi trở lại hoài, có phải là tôi có bệnh ung thư hay là cái gì không bác sĩ? Dạ thưa cô, tôi hỏi cô một câu nhé. Những cái nhọt đó mà nó mọc như là bọc nước và xong nó bể ra thì nó có làm cô sót hay không cô? Dạ đúng rồi, nó lại là mọc như là mọc nước trắng trắng vậy. Dạ. Rồi cái nó lở rồi bác sĩ. Dạ, dạ vâng, và nó lúc nào cũng trở lại cùng một chỗ đó phải không cô? Dạ đúng rồi, trở lại đó, nhưng mà mấy cái mục mà nó mọc xung quanh cũng có nữa bác sĩ. Dạ. Thưa cô, để trả lời cho cô thì những cái bệnh mà ngoài da, nhất là vùng dưới đó cô, thì mình chỉ có biết được khi mình nhìn thấy nó thôi nhé. Bây giờ nếu dựa vào những cái triệu chứng cô kể thì rất có thể cô có hai ba bệnh khác nhau. Thứ nhất, cái bệnh mà dễ nhất mà là những cái nó gọi là cái nhọt mà do cái lông nó bị tắc rồi nó sưng lên,
và nó trở đi trở lại thì thường thường cái đó nó đau, nó làm cho mình đau, và thường thường cái chỗ đó nó đỏ lên nhưng mà nó không có nước. Và thì nếu mà có thì khi mà nó đã bị một thời gian rồi đó thì nó mọc sưng lên và nó có thể nó có mủ, thì cái đó là do cái bệnh nhiễm trùng của cái sợi lông hoặc là cái tuyến ở da đó thôi. Còn nếu mà nó là một cái mọc nước trong và nó phồng như chúng ta khi bị phồng đó, khi bị phồng tay đó cô, hoặc là chân hay là gì đó, thì cái những cái nhọt đó mà có nước như vậy đó cô, thì thường thường nó là một cái bệnh mình gọi là herpes. Thì cái bệnh herpes nó là một cái bệnh do con vi khuẩn. Cái con vi khuẩn này nó có thể truyền nhiễm qua đường tình dục hoặc là bất cứ một con vi khuẩn nào trong cái gia đình đó, nó có thể truyền nhiễm qua một số những cái bệnh mà thí dụ như ở trong lở trong miệng, rồi chúng ta không để ý, rồi chúng ta quậy vào trong miệng và sau đó lại đụng vào phía dưới thì cũng có thể lây lan, thưa quý vị. Nhưng mà phần lớn là có thể có bị liên quan với những cái bệnh qua đường tình dục và nó gọi là herpes. Thì thường thường những cái bệnh đó nó cũng vô hại, nó chỉ làm cho chúng ta khó chịu mà thôi. Có lẽ trong tuổi trẻ thì đã bị rồi, nhưng vì sức khỏe, sức đề kháng của chúng ta còn tốt nên con vi khuẩn đó nó không có hoành hành được. Và đến khi mà tuổi lớn, tuổi hơn rồi đó, thì khi sức đề kháng chúng ta nó yếu đi một chút thì những con vi khuẩn đó nó sẽ hoành hành hơn và thường thường cho những cái triệu chứng như cô vừa kể. Thì để mà thưa bác sĩ, tại vì tôi cũng lớn tuổi rồi, tôi không có gần chồng tôi nhiều, tôi một năm mấy nay không có gần, mà cái thường xuyên nó hay bị vậy, bị lỡ đó bác sĩ. Nhưng mà nó bị ảnh hưởng cho tới cái bệnh ung thư hay gì mới. Thưa cô, mình không muốn nói là chỉ khi giao hợp bây giờ cô mới bị đâu. Có lẽ là cái chuyện mà giao hợp mà nó có gây ra con vi khuẩn vào người cô đó thì nó đã từ lâu rồi, chứ không phải bây giờ đâu. Và cái con vi khuẩn đó một khi nó nằm ở trong cái vùng dưới đó thì thường thường nó nằm ở trong những cái gọi là nốt, những cái của dây thần kinh, và nó khi nào cô bị yếu đi hoặc là sức đề kháng yếu đi thì con đó nó lại xuất hiện và nó đưa đến những cái nhọt bọc nước đó. Thành ra cô cũng không đáng quan tâm. Tuy nhiên nếu mà cô bị đi bị hoài, bị đi bị lại và rất là thường xuyên thì có thể uống một cái thuốc nhiều loại thuốc bây giờ có mặt trên thị trường. Thì cái mà đầu tiên mà ra trên thị trường trước đây là Zovirax, về sau Flavia, rồi nhiều những cái thứ khác được có thể sử dụng trong những cái trường hợp bị herpes như cô. Nếu mà thật sự là herpes nó có thể biến thành ung thư hay không, thưa quý vị, không. Tuy nhiên nếu mà có những cái việc mà bị những cái nhọt bị đi bị lại mà nó bị như là loét này nọ thì mình cũng nên để ý, phải được đi khám bác sĩ để xem, để cấy xem có phải là con vi trùng vi khuẩn đó không, và nếu mà có thể được sinh thiết để biết rằng cái đó có mầm mống ung thư hay là mình nghĩ là cái con vi khuẩn đó mà thật sự nó là một cái ung thư mới bắt đầu. Thành ra quý vị nên cô nên đi khám bác sĩ để họ truy tìm xem có đúng là cái con herpes hay không nha cô. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Vậy là mình phải uống thuốc nữa không? Dạ, thứ nhất, trước hết mình đi mình cấy nó xem nó có phải con đó hay không. Và nếu mà đúng là con đó thì có thể uống thuốc nếu mà hay bị thường xuyên cô ạ. Dạ. Cảm ơn bác sĩ. Vâng, thưa chị Thanh Nhã, bây giờ sắp sửa mình hết giờ rồi phải không chị? Thì tôi sẽ nói nhanh một chút xíu về cái ung thư buồng trứng, cách chữa trị để chúng ta kết thúc chương trình. Thưa quý vị, ung thư buồng trứng thì có cách chữa trị nó tùy theo giai đoạn. Nếu mà chúng ta khám phá chỉ có một cái bíu ở buồng trứng và khi chúng ta vào nội soi và chúng ta thấy một cái bíu, chúng ta cắt đi và được khám nghiệm và sau đó mà họ bảo là ung thư. Tuy nhiên khi mà nội soi mà chúng ta thấy là nó chỉ là một cái bíu, nó không có cái gì ở phía ngoài của buồng trứng và không có gì bất thường cả, thì những cái giai đoạn đó là thường thường là tốt nhất. Ung thư buồng trứng được điều trị ngay từ giai đoạn đầu thì có rất nhiều những cái khả năng của chúng ta sau đó khỏi bệnh. Tuy nhiên những cái trường hợp mà chúng ta khi soi vào bụng thấy nó đã lan vào quá cái vỏ ngoài của buồng trứng, và nhất là khi nào quý vị có thấy có nước ở bên trong bụng và nhiều khi có những cái tế bào ung thư rải rác ở trên thành bụng, ở trong thành bụng quý vị, thì đó là những cái giai đoạn 3 và có thể đã có giai đoạn 4.
thì những trường hợp đó thì giải phẫu vẫn là cái ưu tiên, và làm sao chúng ta cắt được càng nhiều càng tốt những cái mầm mống ung thư đi, thì sau đó được chữa trị bằng chemotherapy, tức là trị liệu đó chị, hóa trị liệu. Yeah. Thì cũng có rất nhiều những cái trường hợp mà có thể kéo dài được sống một cách thoải mái. Dạ. Vâng, và Thanh Nhã cảm ơn rất nhiều sự có mặt của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Và Thanh Nhã thấy trong lúc bác sĩ trả lời thì có một số quý vị gọi vào chương trình, nhưng mà Thanh Nhã thành thật xin lỗi quý vị, bởi vì thời gian của chương trình có giới hạn, cho nên chúng ta không kịp thời gian để trả lời hết tất cả quý vị. Và Thanh Nhã xin hẹn gặp lại quý vị. Chúng ta sẽ có chương trình Sức khỏe và Phụ nữ ngày nay mỗi thứ năm, tức là tuần này mình có show, tuần sau mình nghỉ, và thứ năm tuần tới nữa bác sĩ sẽ trở lại vào lúc 2 giờ trưa đến 3 giờ trưa giờ California, miền Nam California. Và Thanh Nhã hy vọng rằng quý vị có những câu hỏi thì chúng ta hãy save lại, hoặc là quý vị có thể gửi ngay email cho Thanh Nhã là thnyanguyen@yahoo.com để Thanh Nhã có thể chia sẻ câu hỏi của quý vị vào trong chương trình show kỳ tới. Và một lần nữa cảm ơn rất nhiều sự theo dõi của quý vị dành cho chương trình. Và xin mến chúc cho quý vị có một ngày thật là ấm áp, hạnh phúc, và lúc nào cũng thật nhiều niềm vui và tiếng cười. Cũng như là xin mời bác sĩ gửi lời chào đến quý vị. Thưa quý vị, chị Thanh Nhã nói rất là đúng. Chúng tôi nhiều khi lên đài mà không biết nói gì để cho quý vị có đúng cái ý quý vị, những cái quan tâm của quý vị. Thành ra quý vị xin vui lòng gửi những cái email cho chị Thanh Nhã để mà chúng tôi sửa soạn một cái chương trình cho kỳ tới để giúp đỡ quý vị một cách dễ dàng hơn. Dạ, cảm ơn rất nhiều sự theo dõi của quý vị. Và quý vị nhớ là email thnyanguyen@yahoo.com, hoặc quý vị có thể canh vào thứ năm tuần sau nữa, quý vị gọi ngay vào số phone trên màn hình 7148933264. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau. Xin chào tạm biệt quý vị. Xin chào quý vị.